Xin chào mọi người. Cái máy kia nó đang lại, nó bị trục trặc anh chị. Lại vô lại. Anh chị chịu khó vô lại. Xin chào mấy anh chị em. Hôm nay live stream chia sẻ cho mấy anh chị em một vài điều thú vị về cái chuyến đi mua đất đai của mình vừa rồi. Và cũng giới thiệu cái sản phẩm mới An Tại Bối. Đó là một cái sản phẩm mới nhất của mình, mới ra mắt ngày hôm nay. Hỗ trợ cho cái việc đi lại thuận lợi, chốt sale thuận lợi, mua bán thuận lợi. Ví dụ mấy anh chị làm môi giới đất đai, mấy anh chị đi tới đi lui, mấy anh chị có cái bảo vật này giúp cho mấy anh chị dễ may mắn, dễ có tiền, đi đến nơi, về đến chốn. Mấy anh chị nào làm Grab, mấy anh chị nào chạy taxi, tiếp viên hàng không, hoặc là bất cứ ai. Cái này giúp cho mình thượng lộ bình an, có tài có lộc. Mấy anh chị hãy bấm like, thả tim, chia sẻ, đúng không? Cho mình có động lực. Hôm nay mình rất là mệt, mới đi trên Bình Phước về, cũng cố gắng like chia sẻ với mọi người. Cái sản phẩm này nó sẽ có 5 màu. Mặt trước của nó là hình một con linh vật, mặt sau sẽ là một ký hiệu. Mặt sau sẽ là một ký hiệu. Dựa vào ngày tháng năm sinh để lựa ra cho mấy anh chị. 10 người đầu tiên được giá 2.999.000, sau đó sẽ là giá 4.888.000. Muốn thỉnh vật phẩm mới thì chuyển khoản nha, 2.999.000. Đấy, mấy anh chị mọi người chia sẻ 10 nhóm đi, thấy không? Thả like, thả tim rồi vô. Rồi đặt câu hỏi, mấy anh chị muốn hỏi gì cứ hỏi. Đây, An Tài Bối, sản phẩm mới nhất của thời gian. Cái này mấy anh chị có xe hơi, treo lên xe hơi. Mấy anh chị có xe gắn máy thì móc chìa khóa vô. Rồi mấy anh chị bỏ vô người, bỏ vô túi xách, hoặc là bỏ vô túi quần, túi áo. Đây là một cái, đây là đá rất là cao cấp, thiết kế sang chảnh, và đây là tác phẩm của Giang Phong Thủy, trí tuệ của Giang Phong Thủy nha anh chị. Và đây là bàn tay khối óc của người Việt Nam làm ra. Mình nhập khẩu đá về và những người thợ lành nghề người ta làm ra cái miếng đá này. Đây là được gọi là ngọc đó. Đá này đá cao cấp nhập khẩu nha. Và mỗi một người sẽ có một cái miếng hợp với mình. Sẽ không có ai giống ai. Bởi vì những cái vật phẩm của mình đó là nó mang tính cá nhân hóa rất cao. Có nghĩa là bởi vì mấy anh chị phải chuyển tiền trước, mấy anh chị phải đặt hàng đó, rồi mình mới lấy hàng về mình mới làm. Tại vì làm cái này là cho một mình mấy anh chị xài thôi, và cũng khai quang theo cái ngày tháng năm sinh của mấy anh chị, nên thành ra là chỉ có mình anh chị xài, và đồ độc quyền chứ không phải đồ chợ. Chính vì vậy mấy anh chị mua vật phẩm bên mình, mấy anh chị phải chờ lâu là vậy. Tại vì cái này là đo ni đóng giày cho từng người, rồi phải khai quang nữa nên nó lâu, chứ không phải là đồ ở ngoài chợ rồi đi ra lấy một cái về. Bính Thìn xấu, mà mọi người chia sẻ 10 nhóm đặt câu hỏi. Bính Thìn là xấu rồi đó, thả tim, thả like, share, comment đồ lên. An Tài Bối, mấy anh chị ai thỉnh An Tài Bối dùng để treo lên xe hơi. Được, Bích Vân Trần, Tam Phúc Tinh rất là tốt em, ai cũng nên đeo hết. Phúc Lộc Thọ Tinh giúp cho cái mạng mình êm, Tam Phúc Tinh hóa giải tam tai, hóa giải nam la hầu nữ kế đô, hóa giải tất cả mọi thứ cái đó nha. Tam Phúc Tinh giúp cho cái mạng của mình êm. Mình muốn có tiền mạnh dùng vượng tài, mình muốn có quý nhân mạnh dùng tứ thời kiến quý, mình muốn đi đến nơi về đến chốn đó. Rồi trong quá trình mình đi có thể chốt xe, có thể bán hàng, có thể thuận lợi thì dùng An Tài Bối. Còn mình muốn cuộc đời của mình làm gì cũng thành, cái gì cũng dễ thành, đó là tâm tưởng sự thành, xin sản sư chuẩn, tâm tưởng sự thành.
là tất cả những vật phẩm của mình đều có những cái sự phối hợp, phải không? Và mấy anh chị nào mà muốn giống như là tăng cái khí may mắn cho người mình, giảm đi những cái âm khí xui xẻo, lưu thông nào. Kỳ lân, đó là những thứ cực tốt. An tài bối, hãy là những người đầu sỉnh đầu tiên nha, 10 người đầu tiên thôi, những người sau là 4.888. Cảm ơn lời chúc của mấy anh chị em. Tân tỵ và quý mùi hả? Ok, còn đây là tam phúc kinh. Khi nào mua được, nhận được dòng tam phúc kinh thì sẽ chỉ cho, chứ giờ ngồi đặt câu hỏi 100 câu hỏi biết trả lời sao nổi. Có nhiều người mấy anh chị chưa thấy đâu, mình hướng dẫn cái bộ hóa sát chữ tài đặt chuông gió, trời ơi hỏi 100 câu hỏi. Mình chỉ là bán chuông gió kỳ lân, mình chỉ đặt chuông gió kỳ lân xong mình nói còn hỏi, ủa cái nhà em vậy rồi sao em treo, cái chuyện mày treo lên còn không biết nữa, kêu chỉ nữa sao chỉ. Rồi thôi giờ thầy chỉ trước cho em năm luôn đi, trời đủ thứ chuyện. Có những cái câu hỏi mấy anh chị, mình chỉ là thầy phong thủy thôi, còn cái chuyện mà đục lỗ nhà của mấy anh chị thì kiếm mấy anh thợ hồ tới nó cầm mấy khoan nó khoan rồi chứ, còn hỏi nữa sao trả lời. Nhiều người muốn đặt câu hỏi không phải đúng chỗ. Giống như mình vô gặp bác sĩ thần kinh, mình cứ hỏi ông về tim mạch thì sao không trả lời. Có nhiều người hỏi thầy ơi nhà em có con cú bay tới trước nhà em, hoặc là nhà em buổi tối có con chim, hoặc là có con rắn, có con rùa vậy bò nhà em có sao không? Mấy người đó rảnh quá, hết sức rảnh hỏi ba chuyện tầm bạo. Mình không có thời gian cho mấy cái chuyện tầm bạo đâu mấy anh chị. Ba đó là mê tín vớ vẩn. Nói cho mấy anh chị nghe, mấy anh chị có thấy tại sao mình không có bói quẻ kinh dịch không? Mấy anh chị có biết tại sao không? Xin lỗi mấy anh chị, tôi cắn mấy nha. Cái này gọi là xin điểu á, tại vì không cho cũng cắn. Đây là bộ vượng phu ích tử, đây là một cái vòng vượng phu. Đây là cái vòng vượng phu. Vượng phu là vượng là mạnh, là tốt cho ông chồng. Ích tử là tốt cho con. Đây là cái bộ này, mặc tứ thời kiên quý, bằng vàng đeo cả đời, giúp cho mình gặp quý nhân cả đời, gặp quý nhân hùng hung quá cát, gặp dữ hóa lành, hóa lao ngục chi tai, dễ được yêu mến, dễ giàu khó nghèo. Đây là tứ thời kiên quý bằng vàng. Hai cái này cộng lại là bộ vượng phu ích tử, bình thường là 17.933.000, bây giờ còn 15.244.000, tặng thêm son, tặng thêm lịch, tặng bao lì xì. Thứ tư tuần này bốc thăm. Thứ tư tuần này là bốc thăm nha mấy anh chị. Tại vì hồi bữa mình đi coi đất á, mình không có bốc thăm kịp, nên là mình về là thứ tư. Chị cắn nguyên miếng. Đó, thứ tư này bốc thăm trúng thưởng lớn lắm á, những phần quà cực lớn luôn nha. Và lỗ vốn à.
không cần vệ sinh, ăn tài bói không cần vệ sinh. Hãy nhanh chân đi nha. Hồi nãy giờ là cũng được 7-8 cái rồi đó, 7-8 cái ăn tài bói rồi đó, 10 cái là 4.900.000 nha, 4.888.000. Đây là những cái vật phẩm cực kỳ là lợi hại nha, đã được chứng minh rất là nhiều lần rồi. Đây là mình làm cái này cho mình rồi, mình phải làm thêm mấy cái để cho em xem mình nữa. Này là treo xe hơi là 3 phát luôn đó anh chị. À, treo xe là cực kỳ sang trọng. À, cực kỳ sang trọng. Cắt nhỏ ra xíu. An tài bối. Ừ, an là bình an, thượng lộ bình an, sang lưu bình an. Tài là có tiền, phát tài, pha thải. Bối là bảo vật, bảo bối. Bảo bối này giúp cho mình đi đường bình an, đi đến nơi, về đến chốn, có thể bán hàng, có thể chốt sale thành công, có thể dễ gặp quý nhân. Không, nó sẽ có 5 màu để lựa chọn. Mặt trước sẽ là hình linh vật hợp với mình, mặt sau cũng là một ký hiệu mệnh lý hợp với mình. Hợp ở đây là dựa vào ngày tháng năm sinh. Mấy anh chị thấy đó, cái những cái sản phẩm của mình có phản hồi cực kỳ tốt là tại vì nó nhờ vào phải có ngày tháng năm sinh, chứ không phải chỉ có cái năm sinh. Đó là sự khác biệt. Và nó được đo ni đóng dài cho từng người, từng người một nha. Riêng cho từng người một. Giờ trong khách khẩu rồi, đi chỗ khác nói chuyện, lên đây than làm gì. Có thằng chồng chị không được nó, đi chỗ khác. Anh chị, cái chuyện mà làm giàu á, mình thấy nó đơn giản, đơn giản chứ không phải là dễ dàng. Hai từ đó khác nhau. À, kích đào hoa, à, làm giàu đơn giản nhưng không dễ dàng. Cái ông vua Solomon là ông mà được mệnh danh là người giàu nhất thế gian, giàu nhất mọi thời đại đó. Ông có một câu nói mình thấy rất là chuẩn, đó là cần mẫn. Cái người nào mà lao động cần mẫn là người đó sẽ giàu. À, mẫn ở đây là mẫn cán, cần là cần cù, lao động một cách kiên trì, bền bỉ và một cách sáng tạo thì mấy anh chị sẽ giàu. Đúng rồi, ăn tài bói này để treo xe hơi cũng được, móc vô chìa khóa xe cũng được, bỏ vô túi quần túi áo cũng được, bỏ vô túi sách cũng được, miễn là gần mình là được. Phải có ngày tháng năm sinh, lựa cái màu hợp với mình, lựa con linh vật hợp với mình, dựa một ký hiệu mệnh lý hợp với mình. Không, vừa màu sắc, vừa linh vật, vừa ký hiệu mệnh lý, 3 trong 1, giúp cho mấy anh chị sang lưu bình an, thượng lộ bình an, phát tài, phát tài phát lộc. Không, bảo bối. À, mấy anh chị mà làm nghề môi giới nè, làm nghề chạy xe Grab nè, hoặc là mình đi xe hơi thường xuyên, nói chung là di chuyển thường xuyên, hoặc bất cứ ai nha, bất cứ ai có ngày tháng năm sinh và có tiền. Bây giờ là 8 người rồi, còn 2 người nữa được giá 2.999.000 nha. Người thứ 11 là giá 4.888.000. Đây là đá cao cấp nhập khẩu và bàn tay khối óc của người Việt, với sự suy nghĩ sáng tạo của ông thầy Giang Bá Đạo mới ra cái vật phẩm này. À, nó đo ni đóng dài hợp với từng người một. Đây, thì khi mấy anh chị lao động mẫn cán cần mẫn, mấy anh chị rất là khó nghèo. Đợi đến thời vận tốt, mấy anh chị sẽ giàu. Ví dụ mình lấy một cái ví dụ rất đơn giản thôi mấy anh chị. À, bữa giờ mình đi bất động sản không, thì bây giờ mình nói về cái chuyện bất động sản. Mình chia sẻ với mấy anh chị làm môi giới,
thì mới nói tức thì đó, điều cơ bản là mình phải cần mẫn lao động. Điều thứ hai là mình phải hiểu về phong thủy mệnh lý để mình kết hợp. Khi mình đến thời vận tốt nhưng mà mình lao động cần mẫn, mình sẽ không có chết đói. Mình không có chết đói không? Mình lao động cần mẫn, mình đem đến lợi cho người khác. Có thể mình khó khăn, mình chưa giàu được, nhưng mình không chết đói đâu. Tại vì số mạng của mình cần mẫn thì cái số mạng mình nó đâu thể nào nó xấu được. Tại vì mình có làm gì xấu đâu, đúng không? Còn cái số xấu là đa phần là sao? Đa phần là thứ nhất là máu liều, đến cái lúc xấu liều thì xuống ruộng, còn ai xui nó là xuống nghĩa địa, phải không? Bởi vì mấy anh chị phải xét một vấn đề, mấy anh chị phải xét nhiều góc độ à. Thì một trong những cái đó là phải lao động cần mẫn trước, tại vì cái đó là cái mấy anh chị có thể kiểm soát. Còn số mạng mấy anh chị có biết gì đâu mà kiểm, đúng không? Bây giờ mình bỏ qua đâu một bên, đúng không? Nhưng mà trong đời ai cũng sẽ có lúc suy lúc thịnh. Bởi vì mình mới nói với mấy anh chị một cái câu là hơn nhau sống lâu. Mình kể cho mấy câu chuyện nghe, cái câu chuyện gần mình đó mấy anh chị. Ví dụ hàng xóm mình đi, ngày xưa có những người mấy anh chị nhà lầu xe hơi rất là hoành tráng, bây giờ trốn nợ phá sản. Ok, Lê Bình Nguyễn à, mấy anh chị là ok. Ngọc Anh chuyển khoản đi em, 2.999.000. À, thì đấy, đa phần anh chị và có những người mình thấy đó, cuộc đời của họ khởi sự rất là tốt. Chị cho số điện thoại tư vấn luôn chị ơi, chị Ngọc Anh. À, mấy anh chị ăn tại bối nhé. Thì mấy anh chị những người đó thì đó, có lúc lên voi có lúc xuống trời. Cái lúc mình đương thời mình không thấy đâu, nhưng mà đến khi mình hết thời nó vậy. Thì ở đây một phần là do những người đó liều mạng mấy anh chị, vậy thôi. Cờ bạc rồi làm ăn một cách cẩu thả, mà thường là làm biếng. Mình nói thật với anh chị, mấy anh chị làm việc siêng năng cần mẫn, mấy anh chị kiểu gì có ăn có mặc. Nhưng mà mấy anh chị cần phải biết là làm tốt không? Mấy anh chị cần phải biết làm việc một cách thông minh. Đó thì mình quay trở lại thứ tư bốc thăm. Được, Phong Tuyết Vũ đã cộng chịu đi em. À, 83 bình thường. Ok, Nguyễn Quang. À, mấy anh chị có thể đặt cọc để giữ được cái giá tốt. Ok, chị Ngọc Anh. À, xin chào. Cái việc mà mấy anh chị lao động cần mẫn, mà cần mẫn ở đây, cái chữ mẫn ở đây là mẫn cán, là mấy anh chị phải lao động một cách nó thông minh sáng tạo. Thì tiếng Anh nó gọi là work smart chứ không phải là work hard, tức nghĩa là làm việc một cách thông minh chứ không phải là làm việc một cách chăm chỉ. Nhưng mà như vậy chưa đủ, mày thông minh mà mày làm biếng cũng vậy không? Phải vừa thông minh mà vừa chăm chỉ, là hai cái chữ cần mẫn đó. Nếu mình chỉ cần không mà mình làm như trâu như bò thì cũng không được gì. Còn nếu mình làm việc một cách thông minh mà mình làm biếng thì cũng chả được khỉ gì. Mấy anh chị đừng có tin cái chuyện cái người này nó thông minh cái nó thành công, đừng có mơ. Tại vì sao mấy anh chị có biết không? Tại vì cái cuộc đời này khi mấy anh chị đi ra làm ăn đó là thương trường, là mình cạnh tranh với nhau, phải không ạ? Khách hàng nó chỉ có nhiêu đó thôi, đúng không? Thì những đối thủ mình sẽ cạnh tranh với đối thủ của mình. Mình khôn ta cũng đâu có khôn ngu, đúng không? Bởi vì hơn nhau là kiên trì, hơn nhau là sống lâu. Bởi vì mình lao động cần mẫn một thời gian đủ lâu thì mình mới đánh bại được tất cả mọi thứ.
không? Chứ mình đừng có nghĩ là thông minh người ta đâu ngu đâu, không? Bởi em đừng đánh giá cao trí thông minh của người ta, đánh trí ra cao trí thông minh của mình quá. Mình nói chị, mình lao động sáng tạo, cần mẫn đó. Mình lấy ví dụ trong cái trường hợp bất động sản thôi. Dĩ nhiên mấy anh chị ở đời này làm nhiều thứ, cái gì cũng có thể giàu, mấy anh chị lụm ve chai vẫn giàu được. À, nhưng mà cái đó không phải là cái thứ hợp với cái mạng của mình. Mình biết cái gì mình nói cái đó. Bây giờ mình đang nghiên cứu bất động sản, mình nói bất động sản. Bất động sản mấy anh chị có thể kiếm tiền tỷ dư sức, phải không? Bất động sản mấy anh chị không cần học cao, mấy anh chị vẫn có thể giàu. Giờ mình nói cái người đầu tiên, bắt đầu tiên hết là cái người không có tiền đi làm môi giới bất động sản này. Mà cái người môi giới bất động sản đó mấy anh chị là cái người rất là dễ gần với người giàu, đúng không? Tôi đi mua bất động sản phải có tiền tỷ chứ, đúng chưa? Bởi vì cái chuyện mà mình có 20-30 triệu là bình thường, đâu có vấn đề gì đâu. Tại vì mình gần những người ta đang cầm tiền tỷ, người ta đi mua đất thì 20-30 triệu, 100 triệu, thậm chí 1 tỷ đâu phải là vấn đề. Vậy thì cái vấn đề là mình đó, cái vấn đề là mình làm sao để cho cái người giàu đó người ta trọng dụng được mình, thì rõ ràng 2 chữ cần mẫn rất quan trọng. Rất là nhiều người họ đi làm môi giới bất động sản, thứ nhất họ tìm cách họ chê kê giá lên là một. Ví dụ như miếng đất rơi 3 tỷ, cái thấy người này muốn mua quá kê lên 1 tỷ 1 à. Thấy không? Cái đó là ok, mấy anh chị có thể lời trước mắt, nhưng mà người ta chỉ cần một lần phát hiện thôi là cái ta cắt cái mặt của mấy anh chị ra, là không bao giờ mấy anh chị có thể làm ăn được với những người khác nữa. Thấy không? Đó là một cái tưởng như là mình khôn, nhưng mà thực sự đó là một cái điều không nên làm. Đó là một vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là mình dắt người ta đi mà mới đi có 1 cái 2 cái coi không thèm được rồi, thôi không muốn dắt nữa, mặt quạo lên đuổi tùm lum tùm la nha. Và tiếp theo, cái người khách của mình không có thông tin gì nhiều để mà mình có thể nắm bắt được, để mình biết được cái nhu cầu thật sự. Có mình đi mua đất giờ chỉ có thứ nhất là cái sổ của cái đất đó, thứ hai là cái clip quay cái miếng đất đó, thứ ba là cái vị trí để định vị cái miếng đất đó. Chỉ có nhiêu đó mà làm không xong nữa. Có nhiều người gửi miếng đất qua thiếu này thiếu kia, làm ăn không có, tức là không có tâm để trong đó làm chưa có. Rồi có nhiều người sẽ nói là ô em đâu có nguồn đâu mà giới thiệu. Mình nói cho mấy anh chị nghe, nếu mấy anh chị lao động cần mẫn, bây giờ một ngày mấy anh chị xách xe, mấy anh chị đi gõ cửa từng nhà thử xem. Mình đến chị mình nói chuyện lịch sự, mình làm về bên lĩnh vực bất động sản, mấy anh chị có muốn mua bất động sản không hay là muốn bán bất động sản không, đúng không? Người ta không có thì mình để lại cái số điện thoại cho người ta. Mấy anh chị kiên trì, mấy anh chị đi làm như vậy mỗi ngày, mấy anh chị đi 5 người, 7 người, 10 người, thì trong vòng 2 3 tháng trời mấy anh chị có hàng trăm hàng ngàn người số điện thoại của người ta mà chuyên cần về bất động sản. Người ta mua người ta cũng sẽ kiếm mấy anh chị, người ta bán người ta cũng sẽ kiếm mấy anh chị, phải không? Đó là cần mẫn đó. Và mình phải là người rành 6 câu vọng cổ trong cái khu vực của mình, đúng. Nói tới một cái là mình biết cái con đường này giá bao nhiêu, ở trước bán bao nhiêu, và cái miếng đất này chủ này là F mấy, F0, F3, F4, và cái giá này mình có thể mua được giá bao nhiêu là rẻ nhất, đúng không? Đây mình nói về lịch sử từng miếng đất, từng ngọn nguồn. Cái người này có nhu cầu như thế nào, giống như mình như vậy. Mỗi lần mình đi mình cầm 10 tỷ, 20 tỷ để mình đi mua đất, thì cái chuyện mà mình cho cái ông cò 10 triệu, 20 triệu là cái chuyện rất bình thường, nếu như cái người đó thực sự có tâm và làm việc có đạo đức. Tại vì cái người đó mà giới thiệu mình mua, họ cũng được hoa hồng. Mấy mốt mình muốn ra hàng, mình muốn bán thì mình cũng nhờ cái người đó. Tại vì cái đó mình mua mình bán thì người đó không có lời hết. Bởi vì cái tham vặt á nó giết chết cho mình. Mình muốn lời nhanh, kiếm tiền nhanh. Không? Và người ta chỉ mình, anh chị nên nhớ nhiệt tình rất là quan trọng. Nhiệt tình không phải ai cũng làm được đâu. Mấy anh chị tưởng tượng không? Bây giờ đang dịch bệnh đi, ai cũng sợ, phải không? Ai đi ra đường cũng sợ. Đặc biệt trên quê thấy Sài Gòn lên nó sợ lắm.
đi kỳ thị lắm, người Sài Gòn chưa bao giờ rớt giá như bây giờ. Người Sài Gòn chưa bao giờ rớt giá như bây giờ. Đó. Thì đó mình lao động một cách chăm chỉ. Khách người ta chỉ cần hú một cái, cho dù mưa, cho dù gió, cho dù tối, cho dù khuya, cho dù ban ngày, cho dù thứ bảy, cho dù chủ nhật, cho dù lễ, cho dù dịch, chỉ cần người ta hú mình cái mình có mặt. Đó. Và cung cấp thông tin rõ ràng à, cái nhu cầu của người đó, đó. Mình cái gì mình sao mình nói vậy đúng, mình biết sao mình nói vậy đúng hết. Mình luôn luôn đặt lợi ích của người ta lên hàng đầu. Mấy anh chị tưởng tượng xem, mấy anh chị làm môi giới mà mấy anh chị làm được những cái điều mình nói, mấy anh chị sẽ có vài chục người khách thân cận. Mà mấy anh chị nên nhớ, những người thân cận đó, mỗi người người ta phải có bèo lắm là 10 tỷ, 20 tỷ trong người. Mà mấy anh chị có được một cái tập khách hàng đó, là mấy anh chị có được một cái nguồn lực cả ngàn tỷ phía sau mấy anh chị. Phải không? Nếu mà mình làm cái tâm đó thì người ta sẽ kiếm mình. Thì cái ngàn tỷ đó đó, người này mua, người kia bán, người ta kiếm mấy anh chị hết. Mấy anh chị tưởng tượng từ cái lợi nhuận mấy anh chị có được từ bao nhiêu. Nếu mà một cái người bình thường làm những cái ngành khác, làm cái gì mà có thể có được một cái nguồn lực cả ngàn tỷ để mà mình xài. Bán nhà thì có thể sử dụng bộ hóa sát chiêu tài, đeo vòng vương tài. Mấy anh chị cứ tưởng tượng xem. Đấy. Mấy anh chị tưởng tượng xem. Bây giờ mấy anh chị môi giới, mình khuyên mấy anh chị hoài. Đấy, mình đang ví dụ cho mấy anh chị cần mẫn đó. Bây giờ mấy anh chị không có tiền, mấy anh chị bỏ sức, mấy anh chị bỏ thời gian ra. Thì những người giàu như mình sẽ kiếm mấy anh chị. Chỉ cần có 5-7 thằng giàu như mình là mấy anh chị có nguồn lực cả ngàn tỷ, mấy anh chị xài. Tại vì mình mua, mấy anh chị cũng lời, rồi mai mốt mình bán mình kiếm mấy anh chị chứ mình kiếm ai. Thế thế là mấy anh chị có uy tín cực lớn. Chỉ cần mình cần mẫn. Còn làm biếng thua. Nhưng mà mình cần quá, mình làm việc nó không có thông minh, mình làm việc nó cái gì nó cũng không có suy nghĩ, không có gì sáng tạo hết. Thì cũng thua. Mình ngu dốt cộng nhiệt tình là phá hoại. Mình nhiệt tình mà mình dốt phá hoại. Đấy, mình đó là mình nói mình một nói một cái ví dụ để cho mấy anh chị có thể đổi lại. Mấy em nào đó ở đây cứ tối ngày cái đó mình không có tiền, không làm được cái gì. Không phải, thế gian này không cần tiền để làm ra tiền, hiểu không? Mấy anh chị muốn làm ra tiền, mấy anh chị nên nhớ một điều cơ bản với cuộc đời này, mình phải làm sao có giá trị đối với người xung quanh của mình. Mấy anh chị chỉ cần nhớ vậy thôi, mình phải là người có giá trị đối với người xung quanh của mình. Thì đặc biệt ví dụ bây giờ mình làm môi giới đi, dễ dâu thì mấy anh chị gặp được mấy anh giàu. Giống như cái người bình thường muốn gặp được mình đâu có dễ đâu, mấy anh chị mình đâu có thời gian đâu, không phải mình khi dễ ai mà mình đâu có thời gian. Đó, mấy em nào đó, không, mấy anh chị này đó, đó. Mình chia sẻ đó. Cần mẫn đó, làm bất cứ đâu cũng vậy thôi. Mình phải nhiệt tình và mình phải cho người ta nhiều hơn người ta mong đợi. À, người ta muốn đi coi đất, không? Người ta muốn coi 2 miếng, mình dẫn người ta đi coi 10 miếng. Thấy không? Mình nhiệt tình như vậy thì làm sao mà người ta không mua đất của mình được. Bây giờ mới dẫn con miếng đó, thôi em hết hàng ơi, kiểu như là người ta không mua cái nản. Nói làm gì? Tại vì thứ nhất mình thiếu nguồn hàng, mình không có đủ cái mối quan hệ, mình không có đủ cái sự chân thành, và mình cái thời gian của mình chưa đủ lớn để mình có thể tạo ra một cái uy tín. Thấy không? Nếu mà mình tạo ra một cái uy tín cho người ta, đó, mình chỉ tưởng tượng xem mình chỉ có thể kiếm bao nhiêu tiền. Trời, làm môi giới mình chị đừng có đùa nhé. Nếu mà mình chị giỏi một ngày mình chị kiếm vài trăm triệu cũng có nữa, đừng có đùa.
đó, mình ví dụ cho mấy anh chị một cái không, đơn giản thôi. Tay không bắt giặc, mình phải cực kỳ am hiểu cái thị trường đó. Và mình phải cực kỳ kiên nhẫn cái thời gian đầu. Đúng không? Cái thời gian đầu mình chưa có gì mà. Nhưng mà mấy anh chị chỉ cần làm vậy, mấy anh dạo nó u vô mấy anh chị không? Người ta mua mấy đất từ mấy anh chị giới thiệu, người ta có lời, vậy mấy anh chị nghĩ người ta có bỏ mấy anh chị không? Đúng không? Mỗi lần mà liên lạc với mấy anh chị là mấy anh chị đưa ra những cái miếng đất rất là hợp lý. Đúng không? Hình ảnh rõ ràng, pháp lý rõ ràng, điều tra nguồn gốc rõ ràng. Có phải ok không? Đấy, nó mình chia sẻ cho mấy anh chị. Đúng không? Một cách đơn giản nhất là lao động cần mẫn để có tiền. Dĩ nhiên cuộc đời của mình cái cần mẫn đó, nó là điều kiện cần, còn điều kiện đủ đó, là cái gì mấy anh chị? Đó chính là cái số mạng của mình, đó chính là cái lực, cái năng lượng vũ trụ xung quanh mình nó như thế nào. Gần nhà vợ mình có một cái ngôi nhà, trong nhà đó những người đàn ông cờ bạc rượu chè, và bây giờ cách đây mấy ngày một có một người khoảng từ 40 bốn mấy tuổi thôi treo cổ tự vẫn đấy. Và cái người đó, những cái người trong nhà đó họ ly dị vợ, vợ họ lúc trước sống với họ rất là khổ, nhưng mà khi ly dị xong sung sướng trở lại, nghĩa là thoát khỏi cái nhà đó đấy. Có nghĩa là có những cái nhà phong thủy nó rất là xấu. Phong thủy là gì mấy anh chị? Phong thủy là môi trường cảnh vật xung quanh, con đường, ngọn cỏ, cái ao, cái sông, cái cửa, cái vị trí của cái nhà của mình, tất cả đều có năng lượng, nó sẽ tương tác với mình như thế nào. Mặc dù mình không nghe thấy, mình không cảm thấy, mình không ngửi thấy, mình không sờ thấy, nhưng nó vẫn tồn tại. Giống như sóng điện thoại nè, sóng wifi nào mình có thấy không? Không. Kim Liên Nguyễn, an tài bối và vòng vượng tài em. An tài bối và vòng vượng tài. Đấy. Cái này giảm giá còn 11 triệu 680 ngàn. 11 triệu 910 ngàn. Cái này 2 triệu 999 ngàn. Đó, hai cái món này nè, em môi giới bất động sản, hai cái món này. An tài bối và vượng tài. Có tiền nữa thêm này, tứ thời kim quý, quá đẹp. Nào. Nhà của ông bác mình vậy mình chị, phong thủy cực xấu, đàn ông trong nhà, bác trai mình với hai thằng ông trai không có làm được gì hết. Ông bác ông mất rồi, tới thằng con cũng vừa mất, thằng con ông nhỏ hơn mình tuổi nữa. Tức là số mạng đó, là phong thủy đó, mình không biết kết hợp nữa thì cái cần mẫn của mình nó giúp cho mình no cơm ấm áo. Còn để mà phất mạnh, anh chị phải dùng cái năng lượng của vũ trụ. Năng lượng của vũ trụ nó tác động lên mình thì mình không hiểu thôi, thì mình phải dùng trợ lực. Và đó là tại sao mình không có xài tới ba cái kinh dịch là gì.
Tại vì sao anh chị? Nó có nhân, nó có quả. Những cái quẻ kinh dịch đó, nó có thể đón bắt được cái năng lượng của tương lai để nó cho mình biết được cái chuyện của tương lai, đúng không ạ? Ví dụ như mình hỏi là cái sự việc này nó có như thế nào nào, thì nó hỏi cái chuyện tương lai, nó trả lời. Nhưng mà cái tương lai đó là cái kết quả của cái hiện tại. Cái hiện tại mình như vậy thì cái tương lai mình như vậy. Nhưng mà bây giờ mình thay đổi cái năng lượng hiện tại thì cái quẻ nó sẽ không còn đúng, phải không? Tại vì cái nhân đã thay đổi rồi, cái quả chắc chắn nó sẽ thay đổi. Bởi vì mình đâu cần quan tâm tới cái quẻ đó làm gì, mình quan tâm tới hiện tại, cái trường năng lượng của xung quanh mình là gì. Hồi xưa mình xui là cái năng lượng của mình nó vậy, không gì thay đổi. Bây giờ mình cũng không đổi gì hết, mà mình muốn có kết quả khác. Trong cái từ điển đó, nó định nghĩa sự điên khùng là mình làm đi làm lại những cái chuyện cũ mà đâu có kết quả mới, đó là bị khùng. Đó là từ điển nó nói vậy đó. Mấy anh chị lật từ điển ra, mấy anh chị coi có phải nó định nghĩa điên khùng là vậy không? Vậy thì mình muốn có chuyện mới, mình phải làm những thứ chưa bao giờ làm thì mình mới có những thứ chưa bao giờ có. Hồi xưa giờ mình ngủ cái gốc đó, đó nó cứ xui hoài, mình đổi, mình thử, mình ngủ qua gốc khác thôi, đúng không? Số mày ăn mày mình kia vô khác đi, số mày ăn mày nha. Hồi xưa giờ mình cứ tóc nó dày, bây giờ mình thử đổi kiểu tóc xem. Hồi xưa giờ mình cứ mặc áo mình thích cái màu đỏ ví dụ vậy, bây giờ mình thử mình đổi sang cái màu xanh thử coi ví dụ vậy. Hồi xưa giờ mình đi chiếc xe này nó vậy, bây giờ mình thử mình bán đổi xe khác thôi. Hồi xưa giờ mình ở cái nhà này, bây giờ mình thử mình đi bán cái nhà này, mình đi mua nhà khác mình ở thử ví dụ vậy. Hãy làm những thứ chưa bao giờ làm thì mình mới có khả năng có những thứ chưa bao giờ có. Và phong thủy mệnh lý là nó hỗ trợ cho cái việc của mình. Hồi xưa giờ mình làm ngày nào cũng được, đúng không? Vậy tại sao mình không lựa ngày tốt làm? Nếu như mà cái ngày tốt nó không ứng thì nó cũng giống như mình không lựa thì ngày thôi, tại vì ngày nào cũng được. Còn nếu nó ứng chắc chắn nó sẽ tốt hơn, chứ làm sao mà xấu hơn được. Tại vì mình không lựa là xấu nhất rồi. Giờ mình lựa thì bắt quá nó cũng xấu thôi, chứ cái lâu thế nào xấu hơn được. Và mình làm một cái chuyện không thể xấu hơn, và cũng không có ảnh hưởng gì đến quốc gia dân tộc, mà có cơ hội mình tốt hơn. Vậy tại sao mình không lựa ngay? Hồi xưa giờ mình mua nhà ở đâu cũng được, phải không? Vậy tại sao không lựa cái nhà có phong thủy tốt? Bây giờ nếu mà phong thủy nó không tốt, mình không thích phong thủy, thì nó cũng giống như mình không có phong thủy, mình cứ lựa đại. Vậy nên nếu như mà được phong thủy tốt là khác. Mình làm một cái chuyện mà chỉ có tốt hơn, không có hại gì đến ai hết, tại sao mình không làm? Hồi xưa giờ trên người mình nó trả mình không tin, cái này cái cục đá mà có cái gì đâu, đúng không? Vậy thì mình thử mình đeo coi sao. Ví dụ như nó không ứng thì nó cũng giống như mình không đeo thôi, đúng không? Nhưng mà nếu nó ứng là khà. Mình đeo cái sợi này có ảnh hưởng gì tai đó nữa, nó đẹp, rất là đẹp, thấy không? Không ảnh hưởng tai, rất là đẹp. Ít ra mình đeo sợi dây này nè là giúp cho ông thầy ông giàu lên, ít ra mình đã giúp được một người giàu lên, coi như là tốt chứ, đúng không? Mình đâu thể nào mình nghèo vì cái sợi dây này được, đúng không? Mình đang làm chuyện tốt, giúp cho ông thầy giàu lên. Mà ông thầy giàu lên là ông nuôi được nhân viên nuôi được gia đình. Vậy là mình đang là người làm tốt, là mình đang gieo cái nhân tốt đó. Mình nên mua cái vật này, chứ có ảnh hưởng gì tới ma nào, phải không? Đâu ảnh hưởng gì đâu, đâu có trái thuần phong mỹ tục, đâu có làm ảnh hưởng gì tới ai đâu. Vậy tại sao mà không làm?
Mình ngồi mà cái suy nghĩ mình thông minh quá. Ok Lê Minh Nguyễn. Cái gì mình nói đó chị không làm giàu đơn giản, ta chỉ cần làm mấy chuyện này thôi, nhưng làm được để làm được mấy chuyện này không hề dễ dàng, rất gian nan. Đúng không mấy anh chị? Thấy đơn giản không? Rất đơn giản. Tại vì cái khó nằm ở đâu mấy anh chị biết? Cái khó nhất đó là mình làm cái chuyện này được bao lâu? Tại vì mỗi một người á mấy anh chị, cái cuộc sống này sẽ có rất là nhiều thứ tác động tới mình. Có rất nhiều thứ tác động tới mình. Nó làm cho mình bị sao nhãng và trật đường đi. Giả dụ như mấy chị em phụ nữ đi. Bây giờ nếu mà làm cò đất phải đi suốt ngày thì dĩ nhiên ở nhà mình sẽ không lo được cơm nước cho chồng cho con. Ông chồng ông sẽ bực, ông bực ông làm sẽ làm mình lay động, mình rất là khó có thể làm. Đàn ông nó vậy nó còn đỡ hơn chút, ở nhà đi làm thì ở nhà vợ lo đỡ hơn chút, thì ông có thể kiên trì ông làm. Ông chỉ cần đem tiền về là bà vợ mắt sáng rỡ, thấy không? Ông muốn đi đâu đi cũng được, miễn ông có bác Hồ đem về tôi vui. Nhưng mà ngược lại người vợ thì khó, người vợ mà đi làm môi giới thì cực khó. Khó nhưng không có nghĩa là mình không làm được. Bây giờ mình phải chiến thắng thôi, mình phải chiến thắng hoàn cảnh của mình thôi. Mình phải nói chuyện sao để ông chồng em đồng cành, mình lo ông vô chung, hai chồng làm chung, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Mình làm môi giới khó nghèo mình vậy. Nếu mấy anh chị làm đàng hoàng, mấy anh chị dễ giàu, mấy anh chị còn giàu hơn mấy người đi buôn đất nữa, bảo đảm luôn. Nếu mà mấy anh chị làm như mình chỉ, mấy anh chị còn giàu hơn người đi buôn đất nữa. Và nước mình thì bây giờ đang phát triển mà, không? Xây dựng cơ sở hạ tầng, bất động sản lên ngôi. Mấy anh chị làm nghề bất động sản là được thời. Mình nghe mình đi môi giới, mình thấy bây giờ mấy người đi môi giới trời ơi giàu lắm. Tháng kiếm vài chục triệu bình thường, thậm chí có người nhiều lúc đợt sốt ngày kiếm vài chục triệu bình thường. Ngày kiếm vài chục triệu đó, chứ không phải chơi đâu. Đó giống như giờ mấy anh chị nào ở đây biết mình đi mua đất rồi đó, mình nói mình hoài mình cứ mua trên Bình Thạnh với Trân Thành đó. Anh chị nào có đất ở trên, mình nhu cầu của mình là mua đất mẫu có thể phân ra bán, bán nhỏ
Hiện tại bây giờ là mình chỉ mua thôi chứ mình chưa có bán. À, vậy thì ví dụ anh chị nào làm môi giới trên đó, à, mình am hiểu ở đó, mình gửi thông tin đó, mình đi săn được cái giá hời để cho cái người này có thể là đi mua được, rồi bán ra được có lợi, thì mình sẽ bán, mình sẽ là người ra hàng cho người ta. Đúng không? Còn gì đâu, mình đăng cái số điện thoại của mình lên toàn nói gì đó không thấy, bán hàng bán nhà giùm em khổ quá thì bán ở nhà giùm em có tiệm mua đồ của thầy. Chả hiểu mấy người đó, cứ thấy cái số điện thoại cứ nhắn đại nhắn đùa. Còn có người điện vô kêu mình bán nhà giùm, mình nói mình không có bán, không phải, còn trách nó chứ, nó ủa có người giới thiệu số này của thầy bán nhà mà sao thầy nói không phải. Sau cái mình cúp máy cái ad Zalo, nhắn một hồi một lèo luôn chứ, mình chặn Zalo xong điện thoại lần nữa chứ, trời quái, người có những người kỳ quái, người ta nói vậy mà mình không hiểu, mình cố tình mình không hiểu. Cũng có mấy đứa mình có bao giờ mình đi mua căn hộ mình mua gì đó giới thiệu mua bán căn hộ để xong rồi giới thiệu miếng đất ngang năm dài 20 hoặc là ngang năm dài năm dài như ngang năm dài 100 luôn thôi, tức là bán theo sào ngang năm dài 200 gì, từ luôn chị mình đâu có mua mấy miếng đất đó làm cái gì, chị gửi cho nhóc vào luôn. Mà có nhiều người nhờ mình bán đất giùm, thầy bán đất giùm em, gửi cái hình chả biết cái hình đó ở đâu, không biết cái đất đó ở đâu luôn. Mình thấy nhiều người ngộ, giống như nhiều người ta bán đất đăng đăng là Zalo, mình thấy những người đăng Zalo à, bán miếng đất gì đó thì đó lô đó bao nhiêu tiền đó. Sao mà cuối cùng không biết miếng đất nó nằm ở đâu, không biết nó nằm ở huyện nào, không biết nằm ở xã nào, không biết nằm ở tỉnh nào nữa. Sao mà múa nó mình đăng cái đó thì người ta thấy mình cũng hời hợt rồi. Ok, Julian. Ok, chị Thủy Phạm. Rồi bây giờ mình xem lá số cho Bích Vân Trần có không? Ánh Kim. Bích Vân Trần với Ánh Kim. Mấy anh chị nào mua đồ hôm nay 10 triệu cho lên để xem luôn, xem lá số luôn. Bây giờ là tiết mục xem lá số. Bích Vân Trần em ở tỉnh nào làm nghề gì?
ở Tân Bình làm nghề điều dưỡng. Em muốn hỏi về cái gì Bích Vân? Bích Vân xong tới anh Kim. Alo, Trần Bích Vân đâu rồi em? Canh ngọ với mậu ngọ 2 tuổi này đã không hợp rồi đó. Ngọ với ngọ là tự hình, tự hình là tự làm khổ nhau, hình là hình phạt, tự mình hình phạt, nghĩa là 2 cái tuổi nó hợp lại là thấy không hợp rồi. 2 tuổi với mậu ngọ với canh ngọ của hai chồng em là 2 năm nay mệt rồi. Năm 2020 với 21 này là mệt rồi. Ha, năm sau thì đỡ xíu. Cái lá số của em hiện tại là thứ nhất là cái cung phu thê nó không được tốt. Cái cung phu thê em nó có cái dấu hiệu, có một cái sự giống như là dễ bị tiểu nhân, hai vợ chồng thì nói chung là thương yêu, nhưng mà giữa hai vợ chồng sẽ tồn tại một cái nỗi buồn, một cái nỗi buồn mà chỉ có hai vợ chồng mới biết. Về cá tính của em thì anh nghĩ em là một con người mạnh mẽ, và có thể có trực giác mạnh, phụ nữ nhưng mà cá tính mạnh chứ không phải là bánh bèo. Nhưng mà từ năm 2013 tới giờ thì cuộc sống em nó có rất là nhiều biến động. Biến động này nó rất là lộn xộn, nó không có xấu hẳn mà nó cũng không tốt hẳn, nhưng mà nó không có bình yên là thấy mệt. Tính của em thì chăm lo cho gia đình, có trách nhiệm, làm việc chăm chỉnh, biết tính toán chi tiêu. Vận trình của em thì cơ bản thì nó vẫn chưa có gì có thể nắm được tiền. Chồng em thì nếu mà may mắn thì em có thể có được ông chồng ngon, nhưng mà hiện tại chồng em đang bị xấu, lá số này của em đang bất lợi cho chồng. Anh nghĩ thì giai đoạn này em sinh con thì ok thôi, không có vấn đề gì lớn lao.
số này của em thì thấy ở đây em cũng không có phải là người thích em bé lắm, nhưng mà em sẽ là một người như thế nào đó, nói chung là hiền, quý nhân của tất cả quý nhân à, không phải là người thích em bé lắm đâu, dễ sống nội tâm. Năm sau với năm tới thì có thể tiền bạc nó khá hơn chút. Em nên đem thêm vòng vượng tài đó thì ok. Rồi, vậy nha, Bích Vân. Bây giờ tới ánh kim. Phải năm 2023 thì chồng em mới đỡ hơn, lá số của em đang bất lợi cho con chồng lắm, chồng em coi chừng dễ bị bệnh đó. Dễ bị bệnh, dễ thất nghiệp, nói chung là tùm lum à, em đang gồng gánh. Em có thể thỉnh bộ vượng phu quý tử hoặc là mua thêm vòng tam phúc tử, vòng vượng tài. Chồng em thì nên có vòng vượng tài. Cháu bé đang ở tỉnh nội, anh Kim. Mình muốn hỏi gì về con mình đây? Đứa bé này nó là con gái nhưng mà cá tính nó cũng sẽ mạnh. Lá số của đứa bé này dễ dính tới vấn đề về tâm linh tôn giáo hoặc là nghệ thuật, văn hóa, văn nghệ, làm đẹp, vẽ vời à, đó là những cái thứ mà dễ dạy họ với cái cháu bé này. Nhưng mà cháu bé này nó có một cái rất là bất lợi ở cung phu thê. Con gái mà cá số như vậy thì không được tốt lắm. Bữa nay từ khi mà lấy chồng thì hơi mệt. Đứa bé này ở trong lá số
thứ nhất là cháu nó sinh tuổi Đinh Hợi. Đinh Hợi thì nhìn chung á, là cái tuổi này, cái tuổi này là cái tuổi dễ gặp quý nhân. Nhưng mà Đinh Hợi á, nó là nhóm số 5. Cái hình bóng của người cha trong của đứa bé này, đứa bé sinh ra nó quan trọng, hồi nhỏ nó phải có ba ngon, khúc giữa có chồng ngon, về già có con ngon. Đứa bé này thì không thấy ba trong lá số mạnh, chồng cũng không thấy, con cũng không thấy gì, không thấy rõ. Và nhóm số 5 thì dễ bất lợi cho ba mẹ. Và đứa bé này hiện tại nó không có im đâu, nó cũng dễ lộn xộn, nghĩa là dễ nổi nóng nè, khó tập trung nè, học hành khó nè. Ở đây thầy không có gieo duyên, mua đồ xem chứ không có gieo duyên, không có bó coi bó dạo. Thầy này ông vô duyên đúng chỗ, không có duyên đâu mà gieo. Đứa bé này nên có tứ thời kiên quý, tầm phúc tinh. Nha, anh Kim, hello. Nhìn chung là lá số không được, không được thuận lợi lắm. Mua vật phẩm 10 triệu trở lên được xem lá số. Alo anh Kim, không nghe luôn hả? Thôi nha. Nói giờ nãy giờ quá trời không thấy, không thấy hỏi âm chữ nào hết. Mua ai cũng vậy, mua giùm vàng vàng cám. Tôi sợ quá trời mới chạy đi mời bác sĩ vừa tới thì bỏ trúc hơi, bỏ tôi ở lại cảnh đời bơ vơ lẻ loi. Vậy là ông ở giá tới giờ, tôi muốn kiếm thêm cô vợ nhưng kiếm hoài mà không có ra. Đây là an tài bối nha, sản phẩm mới nhất, có thể treo xe hơi, có thể móc chìa khóa, có thể bỏ vô túi áo, túi quần. À, dựa vào ngày tháng năm sinh có năm màu để lựa. An là thượng lộ, bình an, tài là phát tài phát lộc, bối là bảo bối, bảo bối để giúp cho mấy anh chị thượng lộ bình an, đi tới nơi về tới chốn. À, bán hàng chốt xếp, mình đi chốt bất động sản, đi xe Grab, nói chung là tất cả mọi người đều cái này rất là hợp. Ừ. Giá của nó là 4.888.000. Đây là đá cao cấp, có thể treo lên xe hơi, có thể móc dây chìa khóa, có thể bỏ dây túi áo, túi quần, và phải có ngày tháng năm sinh mới lựa được. Khai quang cho mấy anh chị, nó có năm màu để lựa. Về vật, một mặt là hình một con linh vật, một mặt sẽ là một ký hiệu mệnh lý, à, cho mấy anh chị, giúp cho mấy anh chị
an tại, là bình an mà có tiền đó, là an tại bối đó. Hôm nay mình cũng đi mua đất này nó kia, chốt được cũng miếng rồi, mình cũng có những cái chương trình khuyến mãi dành cho mấy anh chị, chia lẻ lọc với mấy anh chị. Ok Bích Vân. Sáng đi. Thì 2023 thì em đỡ hơn rồi. Mình có cái dịch vụ chọn ngày đó, lộn mấy cái dịch vụ mà chọn để biết ngày màu sắc rồi đó, 19.900. Đó, ngày hôm nay anh chị nào đăng ký mình tặng cho các anh tôi bối nha. Ok chưa? Thứ tư tối, thứ tư tối, thứ tư cũng không nha. Hôm nay mà ai thỉnh cái dịch vụ chọn màu chọn nghề 19.900 tặng cho các ai an tài bối luôn, ba người thôi nha. Ok mấy anh chị nha. Ok ai mua ủng hộ nó không? Ai mua gì? Ai mua ủng hộ em không? Có, bây giờ ai chuyển đủ rồi vượng tay được bốc thăm luôn nha. Ai cọc á, anh chị nào mà cọc á chuyển đủ thì được bốc thăm luôn nha. Thứ tư bốc thăm á, nhiều phần quà lắm, có 3 tờ trăm đô, có 2 bộ tăng tưởng sự thành, có 20 món quà nữa. Trời ơi siêu khủng quá. Mình đặt là an tài bối, khách chuyển khoản ghi là an tiền bối. Trời, trời. Ông tiền bối ông tên An à trời. Nhớ nha, nhớ thứ tư này bốc thăm nha, vui lắm anh nha. Bây giờ mua đi, vừa được khuyến mãi, vừa được bốc thăm, vừa được lì xì nữa. Khi
khi tôi sinh ra mang được nghe tiếng con nhà. Mậu Tuất thì tháng này bệnh, tháng sau đỡ. Tuổi Tuất thì năm nay là không tốt rồi đó. Đúng rồi, thứ tư này bốc thăm. Hôm nay thứ hai rồi. Tối thứ tư bốc thăm. Ok, Gia Ngọc. Mậu Tuất, tuổi Mậu Tuất là tháng này xấu á, dễ bệnh. Mậu Thìn cũng xấu bạo nữa. Thôi chắc mình dừng ở đây nha mấy anh chị. Nè, tạm biệt mấy anh chị, nay mình cũng mệt quá.